Cậu bé này đã bị đóng băng hơn 2.000 năm, may mắn được những người ngoài hành tinh đánh thức. Mong ước lớn nhất của cậu khi tỉnh dậy đó là được gặp mẹ, nhưng hiện tại thì loài người đã bị tuyệt chủng hết. Thay vào đó là sự thống trị tuyệt đối của những người máy có ý thức và chỉ số IQ cao gấp chục lần người thường. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cậu? Và cậu ấy sẽ phải làm gì để đối diện với thực tại này? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha! Trong tương lai, do hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, các tảng băng trôi ở hai cực Bắc Nam dần tan chảy. Để giảm tốc độ gia tăng dân số và tiết kiệm tài nguyên, một số nước tiên tiến đã bắt đầu hạn chế sinh đẻ và sản xuất hàng loạt robot. Robot ngày càng tiên tiến, không chỉ có hình dáng, giọng nói giống con người, mà còn có phản ứng như của loài người. Nhưng giáo sư Hobby của công ty người máy vẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Ông muốn tạo ra một đứa trẻ người máy có nhận thức và có cả trái tim yêu thương. Nhưng ý tưởng của giáo sư ngay lập tức đã khơi dậy cuộc thảo luận của mọi người. Cấp dưới của ông cho rằng, ngày nay, trong xã hội có hiện tượng căm ghét người máy. Vì vậy vấn đề không phải là tạo ra người máy biết yêu, mà là liệu người máy có thể chiếm được tình cảm của con người hay không. Nhưng giáo sư chỉ quan tâm đến tình yêu không bao giờ cạn của robot dành cho con người. Do đó ông đã kiên quyết nghiên cứu đứa trẻ robot này. 20 tháng sau, vợ chồng Henry đến trung tâm đông lạnh thăm cậu con trai Martin đang ngủ đông. Vì mắc bệnh hiểm nghèo, Martin chỉ có thể tạm thời chấp nhận bị ướp lạnh và chờ bước đột phá của kỹ thuật trong y học rồi mới tiến hành điều trị. Nhưng cho dù như vậy, bác sĩ đã cảnh báo hai vợ chồng rằng Martin có thể không có cách nào chữa trị được, và vì lo lắng vợ mình sẽ không chịu nổi nỗi đau mất con trong tương lai, nên người chồng đã làm đơn xin giáo sư Hobby một đứa trẻ robot nguyên mẫu, đồng thời đưa người máy tên David này đến cho Monica. Lúc đầu, Monica vô cùng phản đối điều này. Cô rất kích động và cảm thấy không ai có thể thay thế con mình. Nhưng khi nhìn thấy David có dáng vẻ của một đứa trẻ thực sự, cô không khỏi có chút xúc động và đau lòng. Người chồng nói với Monica rằng nếu muốn giữ David lại thì họ phải ký thỏa thuận nhận con nuôi để kích hoạt hệ thống nhận dạng của David. Hơn nữa, một khi đã ký thỏa thuận thì không thể thay đổi. Như vậy, tình yêu của David dành cho cô sẽ mãi mãi khắc sâu vào phần cứng của cậu bé. Và nếu Monica không muốn David nữa thì chỉ có thể trả lại David cho công ty để tiêu hủy. Đối mặt với sự nghiêm túc của chồng và hậu quả tàn khốc mà David phải đối mặt, Monica không lập tức quyết định ngay. Đêm đó, khi David đi ngủ, cô cũng chọn cách trốn tránh và không thay đồ ngủ cho cậu. Ngày hôm sau, Monica vẫn không định nói chuyện với David, nhưng David lại rất thích được ở cùng cô, không chỉ thường xuyên cười với cô mà còn cùng cô chơi trò chơi nữa. Trong bữa tối, David còn trêu chọc Monica. Chính sự xuất hiện của David khiến hai người cuối cùng cũng thoát khỏi sự u ám của quá khứ và bắt đầu tìm lại hạnh phúc. Điều này khiến Monica đã quyết định nhận David làm con nuôi. Ngày hôm sau, cô làm theo hướng dẫn để kích hoạt hệ thống nhận dạng của David. Hai người đi xuyên qua đường hầm và lang thang trong biển hoa. Gió xuân, David đã gọi tiếng mẹ đầu tiên một cách trìu mến và ôm Monica thật chặt, khiến cô vô cùng xúc động. David vô cùng yêu mẹ của mình và cậu hy vọng rằng mẹ mình sẽ mãi mãi sống bên cạnh và không bao giờ rời xa. Từ sâu thẳm trong trái tim, Monica cũng dần chấp nhận David và cô cũng tặng cậu món đồ chơi Teddy của con trai mình. Những ngày tháng sau đó trải qua vô cùng bình yên, nhưng một tin không hay đã phá vỡ mọi thứ. Nhờ bước đột phá trong công nghệ y học mà cậu con trai Martin của Monica cuối cùng cũng đã được điều trị, và đó là điều tuyệt vời nhất trên đời đối với Monica. Cô đưa con trai về nhà và giới thiệu Martin với David, còn Martin cũng dần trở nên tốt hơn. Cậu bé năng động và thích chơi trò chơi. Cậu nghĩ David là một đồ chơi siêu cấp mới. Cậu vuốt ve làn da của David và ngạc nhiên về sự sống động của cậu ấy. Sau đó Martin hỏi David về ngày sản xuất, nhưng David lại không nhớ gì cả. Trí nhớ của cậu từ lúc đầu đến giờ chỉ nhớ một con chim lớn với bộ lông xù. Do đó cậu đã vẽ ngay ra cho Martin. Sau đó, hai đứa trẻ ngày đêm ở bên nhau, chơi cùng nhau và lắng nghe những câu chuyện của Monica. Câu chuyện về chú rối nhỏ dưới sự giúp đỡ của bà tiên xanh đã trở thành một đứa trẻ vô cùng hấp dẫn David. Cậu nghe đến mê mẩn và đôi mắt sáng rực lên. David luôn cư xử đúng mực, luôn nghiêm túc ngoan ngoãn nhìn mẹ và nghe lời mẹ. Điều này khiến Martin rất không hài lòng. Trong bữa ăn, để thể hiện sự khác biệt giữa con người và robot, Martin đã ăn rau để giao ai cho David. Mặc dù là một người máy, David không thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng nhìn thấy sự khiêu khích của Martin, cậu chỉ muốn chứng tỏ mình không khác gì loài người cả. Vì vậy, cậu đã ăn một miếng thật to, và cuối cùng là bản thân đã bị hư hại, phải đưa đi sửa chữa. Trong lúc sửa chữa, Martin thấy mẹ nắm tay David,
Điều này khiến cậu vô cùng đố kỵ. Tối đó, Martin nói với David rằng, chỉ cần cắt tóc của mẹ và cài lên đầu là sẽ có được tình yêu của mẹ. Ban đầu David không muốn làm điều này, nhưng dưới sự ép buộc và cám dỗ của Martin, David đã lén đi cắt tóc của Monica khi cô đang ngủ, và kết quả là trong lúc vô tình đã làm cứa qua mắt của cô. Đồng thời chiếc kéo dài cũng khiến hai vợ chồng vô cùng kinh hãi. Thế là chồng Monica liền bày tỏ với vợ mong muốn trả David về, nhưng Monica lại không đồng ý. Cô nói với chồng rằng, hai anh em luôn tranh giành tình yêu của mẹ, và David chỉ là một cậu bé phạm phải sai lầm mà thôi. Mà lúc này, Martin đang ngồi bên bể bơi, còn David thì lại mang quà sinh nhật qua cho cậu bé. Nhưng sau khi những người bạn của Martin phát hiện ra David là một người máy, thì liền bắt đầu trêu chọc cậu, và thậm chí còn dùng dao để kiểm tra khả năng phản ứng của cậu nữa. David sợ hãi, ôm chặt lấy Martin, muốn tìm kiếm sự che chở từ cậu bé. Nhưng kết quả là cậu lại dùng lực quá mạnh nên đã kéo thẳng Martin xuống hồ bơi. Hên là mọi người đã ra sức để cứu Martin, còn David thì một mình nằm dưới nước, ngơ ngác nhìn mọi thứ trên mặt nước, không biết đi đâu về đâu. Và chính việc này đã khiến Monica không thể giữ David lại được nữa. Cô đến phòng David và nhìn thấy những bức thư David viết cho mình. Trên bức thư có viết, con yêu mẹ, ánh mặt trời tỏa sáng. Con là con trai của mẹ và Martin cũng vậy. Nhìn vào những dòng chữ ấm áp này, Monica liền rơi nước mắt. Nhưng cô vẫn tàn nhẫn và nói với David rằng, ngày mai, mình sẽ đưa cậu đi chơi ở ngoại thành. Điều này khiến David vô cùng vui mừng. Hôm sau, Monica chở David và Teddy đến công ty robot. Trên đường đi, cô buồn bã mà không ngừng rơi nước mắt. Còn David thì lại không biết số mệnh mà mình sắp phải đối mặt. Và do Monica không thể chịu được cảnh David bị công ty tái chế và tiêu hủy, nên cô đã đưa David vào sâu trong rừng. Nhìn David vui vẻ sắp xếp khăn trải bàn, Monica cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó cô nói sự thật cho David. Điều này khiến David không thể chấp nhận được. Cậu bé rơm rớm nước mắt cầu xin mẹ đừng bỏ rơi mình. Lúc này, Monica cũng rất đau lòng. Nhưng vì gia đình, cô đã kiên quyết từ chối David. Trước khi đi, Monica còn đưa tiền cho David và cảnh báo anh không được đến lò mổ robot và phải tránh xa con người, như vậy mới có thể an toàn được. Nhưng David vẫn không muốn chia xa Monica. Trong cơn tuyệt vọng, Monica chỉ còn biết đẩy David ra và đau đớn lái xe đi. Còn David vẫn nghĩ rằng, chỉ cần anh trở thành con người, thì mẹ sẽ chấp nhận cậu. Vì vậy, cậu lập tức quyết định đi tìm cô tiên xanh, để cô tiên xanh biến cậu thành một con người thật sự. Lúc này, cách đó không xa, một chiếc xe chở rác đang dỡ rác robot xuống. Từ trong màn đêm, nhiều robot chưa hoàn thiện lập tức chạy ra, và lục tung đống rác để tìm các bộ phận cơ thể phù hợp với mình. Chính lúc David đang vô cùng kinh ngạc, thì một chiếc máy bay truy bắt hình mặt trăng đột nhiên xuất hiện. Họ đang săn lùng những con robot không có giấy phép, và sẽ đưa chúng trở lại lò mổ robot để tiêu hủy. Dưới sự bao vây và đánh chặn của nhiều tay bắt, David cũng bị tóm gọn. Cậu vô cùng sợ hãi, nên đã không nắm chặt Teddy, khiến Teddy rơi từ trên trời xuống. Nhưng hên là Teddy không bị hư hỏng gì hết. Nó lập tức đi tìm David và đi đến lò mổ máy, nhưng lại bị đưa vào khu trưng dụng như một tài sản bị mất. Và bên trong lò mổ lúc này thật như một mớ hỗn độn. Chúng dùng đủ mọi cách tàn ác để tiêu hủy người máy, còn khán giả dưới khán đài thì không ngừng cổ vũ la hét. Lúc này Teddy đã trốn khỏi khu trưng dụng và đã tìm thấy David. Nhưng một cô bé đột nhiên xuất hiện. Cô không chỉ tóm lấy Teddy mà còn nhìn thấy David. Cô bé nghĩ rằng David là con người, nên đã nói với cha mình đang làm việc trong lò mổ, với hy vọng rằng cha cô có thể giải cứu David. Mặc dù sau khi kiểm nghiệm, người đàn ông đã xác định David là robot, nhưng anh không nhẫn tâm xem David như rác và mang đi tiêu hủy được. Tuy nhiên, dù có đấu tranh thế nào thì ông chủ cũng không thay đổi quyết định. Ông ta lập tức chuẩn bị đưa David ra lò mổ để tiêu hủy. Điều này khiến David vô cùng sợ hãi, và vì để tìm kiếm sự bảo vệ, anh đã kéo Zoe lên đó. Zoe là người tình robot, chuyên dùng để làm tình với phụ nữ. Nhưng để trả thù cho sự lừa dối của vợ mình, người đàn ông đã giết cô một cách dã man và đổ lỗi cho Zoe, và không còn cách nào khác, Zoe chỉ có thể chạy trốn. Nhưng Su là trên đường chạy trốn, anh đã bị bắt về. Nhưng ngay lúc Zoe và David sắp bị tiêu hủy, tiếng kêu cứu đầy sợ hãi của David đã khơi lên sự đồng cảm của khán giả. Mọi người đột nhiên phẫn nộ, và lò mổ robot lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Còn David và Zoe nhân lúc đó đã rời khỏi hiện trường. Trên đường chạy trốn, David nói với Zoe rằng mình sẽ đi tìm cô tiên xanh để bản thân có thể biến thành người thật. Nghe thấy vậy, Zoe nói rằng anh hiểu rõ phụ nữ nhất, và trong nhận thức của mình, phụ nữ đều thích thành phố Root. Hơn nữa, ở đó có một người biết mọi thứ. Tên là Dr. No. Họ cũng có thể thông qua Dr. No để tìm ra tung tích của nàng tiên xanh. Lời nói của Zoe khiến David vô cùng hạnh phúc. Thế là cả hai lập tức lên xe đến thành phố Root. Dưới sự dẫn dắt của Zoe, David đã gặp được Dr. No của trung tâm giải đáp kiến thức,
và hỏi ông về vị trí của nàng tiên xanh. Sau khi tìm kiếm kết hợp giữa chuyện cổ tích và kiến thức thực tế, Dr. No đã tìm thấy các bài luận liên quan của giáo sư Hobby. Nó lập tức nói với David, cô tiên xanh ở tận cùng thế giới nơi sư tử khóc, nhưng dâu cho rằng Manhattan ở tận cùng thế giới cũng là nơi mà người máy bị tiêu hủy. Anh lo lắng David sẽ gặp nguy hiểm, nên liền nhắc nhở David rằng có thể cô tiên xanh không tồn tại, bà ta có thể chỉ là một lời nói dối để con người tiêu hủy người máy. David nghe xong thì vô cùng kích động, cậu vẫn cho rằng chỉ cần bản thân trở thành một người thực sự, thì mẹ sẽ yêu cậu. Dâu không muốn David bị tổn thương, anh đã nói với David một sự thật tàn khốc, đó chính là loài người yêu robot chỉ vì để lợi dụng robot. Thế giới của loài người thực sự đầy rẫy những nguy hiểm, và robot nên ở cùng với đồng loại của mình. Nhưng David vẫn không bị lay động. Tiếp đó cậu liền tạm biệt dâu và chuẩn bị một mình đi tìm cô tiên xanh. Dâu không yên tâm nên đã đuổi theo, nhưng lại bị cảnh sát đang đuổi theo chặn lại. Thấy vậy, David liền chớp lấy thời cơ, lái máy bay của cảnh sát đi, và trong lúc hỗn loạn đã giải cứu được dâu. Sau đó, cả hai cùng nhau bay đến Manhattan. Lúc này, Manhattan đã bị nhấn chìm từ lâu và trở thành một thành phố cô độc. Rất nhanh hai người đã tìm được đến nơi sư tử rơi nước mắt, và lái máy bay vào một tòa nhà trống. Ở đó, David nhìn thấy một cậu bé giống hệt mình. Do cậu bé lớn tiếng nói rằng mình mới là David thật, nên David nghĩ rằng đối phương muốn cậu chia sẻ mẹ cho mình. Do đó, cậu đã điên cuồng lao vào đánh cậu bé, nhưng không ngờ được là cậu bé đó cũng là một robot. Lúc này, giáo sư Hobby cuối cùng cũng đến. Ông ta nói với David rằng mình đã đợi cậu ở đây từ lâu, và ông cũng rất vui vì David đã về nhà. Hóa ra giáo sư vì muốn tưởng nhớ đứa con trai đã khuất của mình, nên đã nghiên cứu ra một con robot giống hệt con trai mình. Nhưng ông không ngờ được là, dưới sự thúc giục của tình yêu và ham muốn, David đã vượt qua khó khăn và mạo hiểm để tìm đến nơi này. Đây là điều kỳ diệu mà từ trước đến nay chưa có robot nào làm được. Mà lúc này, David vẫn nghĩ mình là duy nhất, nhưng giáo sư lại rất buồn khi nghe thấy điều đó. Ông ta nói rằng, chỉ có con trai mình mới là duy nhất, còn David chỉ là đứa trẻ robot đầu tiên mà ông nghiên cứu ra mà thôi. Sau đó, giáo sư đi triệu tập nhóm nghiên cứu và yêu cầu họ đến gặp David. Sau khi giáo sư rời đi, David đi vào một căn phòng khác. Cậu không chỉ nhìn thấy con chim lớn, mà còn phát hiện ra rất nhiều người máy giống hệt mình. Khi nhìn thấy điều này, David cảm thấy không thể tin được. Cuối cùng cậu cũng hiểu được, bản thân chỉ là một vật thay thế không có sinh mạng, và không bao giờ cậu có thể trở thành con người được. Lúc này, David chìm trong tuyệt vọng. Cậu ngồi trên mái nhà và khẽ gọi mẹ mình, rồi sau đó liền nhảy xuống biển. Và trong một màu xanh lấp lánh ấy, David lại nhìn thấy nàng tiên xanh dưới đáy biển. Nhưng lúc này dâu lại cứu David lên. Còn David thì kích động nói với dâu rằng mình đã nhìn thấy nàng tiên xanh. Lúc này, dâu phát hiện ra mình sắp bị cảnh sát bắt. Trước khi đi, đôi mắt dâu lấp lánh, sau khi trở thành con người, thì hãy kể cho các cô gái nghe về câu chuyện của anh. Sau khi nói xong, dâu liền bị cảnh sát bắt đi. Còn David lái máy bay và lặn xuống đáy biển, đồng thời cũng tìm thấy thế giới trong chuyện cổ tích. Đây là một sân chơi, nơi đây có con rối nhỏ, bác thợ mộc già và nàng tiên xanh mà David hằng mơ ước. Ánh đèn chiếu lên nàng tiên xanh, khiến nó đẹp như một mộng cảnh. Nhưng lúc này, vòng đu quay bên cạnh đột nhiên sập xuống, đè bẹp chiếc máy bay. Nhưng David lại không quan tâm, vì giờ sự chú ý của cậu đều tập trung trên người cô tiên xanh. Cậu bắt đầu cầu nguyện hết lần này đến lần khác, cầu nguyện rằng cô tiên xanh sẽ biến cậu thành người thật. Cậu tràn đầy hy vọng và háo hức, nhưng nàng tiên xanh chỉ là một bức tượng, không có phép thuật và không có sự sống. Và cô vẫn đứng đó nhìn David mà nở nụ cười, đồng thời nghe cậu không ngừng cầu nguyện, mãi cho đến khi đèn tắt, cho đến khi tất cả mọi thứ đều mờ dần đi. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, 2000 năm cứ thế vụt qua, thế giới cũng đã bị đóng băng từ lâu, và con người đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, robot đã tiến hóa thành các dạng cao cấp hơn. Khi đang khám phá dấu vết tồn tại của loài người, họ vô tình phát hiện ra David và kích hoạt lại cậu. David sau khi thức tỉnh liền lảo đảo đi về phía nàng tiên xanh, nhưng nàng tiên xanh đột nhiên vỡ vụn, và giấc mơ của David cũng tan thành mây khói. Còn đối với những người máy thống trị trái đất này mà nói, David còn rất sơ khai, và họ suy đoán rằng David có lẽ đã nhìn thấy con người. Do đó, robot lập tức đọc được suy nghĩ và ký ức của David, để từ đó hiểu rõ về câu chuyện của David. Và khi David tỉnh dậy lần nữa, thì cậu phát hiện ra mình đã trở về nhà. Cậu nhìn quanh và bắt đầu tìm kiếm mẹ mình. Lúc này một giọng nói vang lên, David lại nhìn thấy nàng tiên xanh mà cậu vẫn luôn tìm kiếm. Do đó, cậu cầu xin cô tiên xanh biến mình thành con người, nhưng cô tiên xanh lại không làm được. Hóa ra đây là giấc mơ do một người máy tạo ra cho David. Họ nói với David rằng,
2000 năm đã trôi qua, và mẹ cậu đã không còn sống nữa rồi. Mặc dù họ có thể đưa mọi người trở lại từ quá khứ, nhưng cần phải có hài cốt của người đó. Và ngay khi David đang cảm thấy tuyệt vọng, thì Teddy lại lấy từ trong túi ra sợi tóc mà nó trân quý, mà đó lại chính là tóc của mẹ David mà cậu đã cắt trước đó. Điều này lập tức thắp lại hy vọng trong David, và đồng thời, robot cũng đồng ý sao chép Monica cho David. Sau đó, David đón chào một con robot. Robot nói với David, chúng rất ghen tị rằng loài người có thể có linh hồn, và con người cũng là chìa khóa cho ý nghĩa của sự tồn tại. Vì vậy, họ đã tiến hành một kế hoạch, bắt đầu nhân bản con người bằng cách sử dụng gen từ hài cốt của họ. Và trong khi nghiên cứu cố gắng lấy lại trí nhớ của con người, họ đã khám phá ra quỹ đạo thời không của trí nhớ. Nhưng thí nghiệm này cuối cùng cũng đã kết thúc trong thất bại, vì người nhân bản chỉ có thể tồn tại trong một ngày. Sau đó, sự hiện diện của nó sẽ biến mất vào trong màn đêm, và không thể nhân bản lại lần nữa. Mặc dù David biết rằng, quỹ đạo thời không của mẹ mình chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình, vì David chưa bao giờ có được hạnh phúc trong đời. Và để khiến cậu hạnh phúc, nên cuối cùng người máy đã giúp cậu hồi sinh Monica, và cùng với tia nắng đầu tiên đến vào buổi sáng, David cuối cùng cũng đã nhìn thấy mẹ mình đang say giấc ngủ. Thấy vậy, nước mắt cậu trực trào ra, cậu khẽ vuốt tóc mẹ. Lúc này, Monica đã thức dậy, và cô thấy David và xông đến mỉm cười dịu dàng với cậu. David vui vẻ pha cà phê mà mẹ cậu yêu thích nhất. Sau đó, David đã có một ngày hạnh phúc nhất trong đời. Trong trái tim cô hiện giờ, không có chồng, cũng không có Martin, mà chỉ có David. Monica gội đầu cho David, làm tóc, chơi trò chơi với cậu, và làm bánh sinh nhật cho cậu. Nhưng quãng thời gian tốt đẹp đó lại vô cùng ngắn ngủi. Màn đêm rất nhanh đã đến. David chỉ có thể dỗ mẹ ngủ. Còn Monica trước khi ngủ, đã trút hết tình yêu của mình dành cho David ra. Đây là tất cả những gì mà David vẫn luôn mong đợi, và cậu cũng lập tức rơi nước mắt. Nhìn thấy mẹ dần chìm vào giấc ngủ, David cũng nắm tay bà và nhắm mắt mỉm cười. Lúc này, ánh sáng màu mật ong chiếu lên khuôn mặt của hai mẹ con David, cả thế giới như chìm trong sự dịu dàng. Đây là bộ phim AI Intelligent Artificial vô cùng cảm động với tình cảm của một cậu bé robot với người mẹ của mình. Sự tiến bộ vượt bậc của những phát minh vĩ đại đã khiến cho David phát sinh và tồn tại trong tiềm thức người máy. Cảm xúc và tình yêu của con người, dù biết là điều không thể, nhưng cậu bé vẫn bất chấp hết tất cả mọi thứ chỉ để gặp lại người mẹ của mình. Người đã vì con trai ruột của mình mà bỏ rơi David lại khu rừng, cũng không vì thế mà cậu oán giận mẹ mình. David chỉ đơn giản là yêu mẹ và muốn được hàng ngày nhìn thấy mẹ của mình sống những ngày tháng hạnh phúc. Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Nếu thấy hay hãy để lại một like và một nút đăng ký để đón chờ những tập phim hấp dẫn tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào tập phim tiếp theo.